Hello cả nhà, cảm ơn cả nhà đã click vào video của Loan nha. Trong video này Loan sẽ đi vào báo giá tổng hợp tất cả những cái dòng xe tại cửa hàng cho mọi người mình tham khảo nha, cũng như là quay cho mọi người tham khảo tất cả những cái màu sơn 3D ở cửa hàng Loan đang có nha. Số điện thoại Loan đang sử dụng 0932007033, cửa hàng Loan ở Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương nha cả nhà. Đây, hiện tại Loan có đây một em Vario 160, Loan sẽ quay dàn Vario 160 trước nha. Màu này màu sơn 3D ấy, mọi người, cả về em này đang màu xanh đen nè. Là có một em xám cam nè. Cái dàn áo bên đây thì nó có một chút xíu cái phần nhũ ha, xám cam. Và em này là em vàng, vàng đen, cà vẹt ra màu vàng đen mọi người, màu sơn 3D hết nha mọi người. Và một em cam đen, cam cà rốt. Có một số anh thì nói toàn là màu cà rốt ha. Đây, nó có một em màu xanh. Cái này là màu xanh lá mọi người, màu 3D hết luôn mọi người ơi. Đây, màu nâu cát, cho những anh chị em mình mà thích cái màu mà nó hơi tối tối trầm trầm á, là màu nâu cát, màu tím đen, màu tím này, tím hoa cà á mọi người. Và một em này là màu đỏ nè, đỏ candy, em này đỏ candy mọi người. Những cái dòng xe sơn 3D mà 160 thì bên cửa hàng là sơn rất là đơn giản, mọi người có thể mua về thiết kế tem lại luôn cho cái xe của mình nó sinh động, nó đẹp hơn ha. Đây là có một em màu trắng này, cà vẹt ra màu trắng đen luôn mọi người. Và đây như em này nè, là sơn nó hơi cầu kỳ một chút xíu, trắng xanh đen. Này có nhìn nhũ màu sen, cái này là tem là sơn đầy đủ lên rồi nha mọi người. Có nghĩa là sơn lên luôn chứ không phải là dán tem. Và một em màu xanh lá nha. Nó sẽ đi vào báo giá chung nhá. Vario 160 hiện tại cửa hàng đang bán với giá là 52, bản CBF 52 cho đến 54 triệu. 52 là màu jean, 54 là màu sơn cả nhà. Hồi nãy giờ đang quay cho cả nhà là màu sơn nè. Còn đối với dòng ABS đó, thì cửa hàng đang bán với giá là 60 cho đến 62 mọi người. 60 là màu jean, 62 là màu sơn nha mọi cả nha. Mọi người trả trước phanh ABS là 15 triệu và phanh CBS là 10 triệu là có thể lên hồ sơ được rồi. Trả trước cực kỳ thấp luôn. Giờ sử dụng một em Vario 160 bản khóa thông minh và phân khối 160. Đây là quay cho cả nhà thêm tham khảo một số cái màu sơn 3D của Exciter này. Em này là bên là sơn màu xanh xi măng nhưng mà theo thiết kế của Exciter bản giới hạn, mọi người biết cái con xám bông đỏ đó. Cửa hàng nó sơn lên mâm đen và màu xanh xi măng. Cà vẹt em này là màu xanh đen nè, tại vì nó màu xanh xi măng ha. Còn cái con xám đỏ là cà vẹt là màu xám, đó là màu xám mà nó sáng một chút xíu. Nếu cho mấy anh trai mà thích cái màu xanh á, màu xi măng á, thì em này màu sơn 3D, khóa chìa 45, khóa thông minh 47 cả nhà. Trả trước từ 5 triệu là được rồi. Đây, đang có một em này phù hợp cho các anh em mình mà mua về mình thiết kế tem này. Cả nhà thấy là cái phần mặt nạ nó không có gì hết luôn, rất đơn giản, mình có thể dán tem, dán một số cái đồ chơi lên đây cho nó đẹp. Em này cũng vậy cả nhà, giá xe bằng em bên kia luôn. Mọi người chỉ cần trả trước 5 triệu nha. Giá xe là 45 là khóa chìa, 47 khóa thông minh. Đây Loan quay sơ sơ cho cả nhà một số cái màu của Winner X. Winner X hiện tại bên cửa hàng Loan sơn rất là nhiều luôn mọi người. Dưới kho cũng còn rất là nhiều. Thì mọi người nếu đang muốn tham khảo Winner X và màu sơn đó, thì nhắn tin cho Loan nha. Loan sẽ gửi bảng màu cho cả nhà mình tham khảo nha. Em này cả về ra màu xanh đen nè, xanh bạc đen mọi người. Xanh bạc đen vì có cái làn bạc ở đây nhé. Phanh CBS. Là có một con em màu bạc này, màu sơn luôn cả nhà. Em tem Repson, em này tem Repson nha. Và màu hồng baby nè, hồng phấn. Và em dưới đây nữa là màu tím cả nhà. Cho nên còn đầy đủ các cái màu Winner X còn sơn nhiều ở dưới kho lắm mọi người. Nếu đang muốn tham khảo màu sơn thì bạn hãy nhắn tin qua cho Loan nha. Loan đi vào báo giá chung Winner X nè. Hiện tại cửa hàng đang bán với giá là 37 đến 38 triệu đối với màu jean nha cả nhà. Còn nếu mà mọi người những em xe sơn Loan đang sơn ở đây nè, thì cả nhà mình mua phanh CBS đó thì Loan đang bán với giá 39 ha. Còn nếu mà mình mua phanh ABS thì Loan đang bán với giá 40 triệu. Mình chỉ cần trả trước cũng từ 5 triệu thôi, 4 đến 5 triệu. Nếu bạn nào tài chính eo hẹp hơn một chút xíu thì đưa 4 triệu thôi. Loan hỗ trợ mọi người đưa mang xe lên hồ sơ và mang xe về nha. Tiện là Loan có hai em Vario, quay luôn cho cả nhà mình xem nha. Vario 125, 150 thì hết hàng rồi mọi người. Nhưng mà 125 thì cũng rất là cháy hàng luôn á. Tại vì cái mẫu này nó quen thuộc với mọi người rồi. Thấy mọi người thấy đẹp á, nó quen mắt rồi ha. Hai em này là màu sơn 3D, Loan sơn lại luôn nhé. Một em này cà vẹt ra màu xanh đen này. Và em trên đây thì cà vẹt ra màu tím đen. Cà vẹt ra màu tím đen ha. Thì Loan sẽ vào báo giá chung. Vario 125 không có khóa 3 giây, màu sơn 3D, cửa hàng đang bán với giá 52 triệu rưỡi, chưa bao gồm phí lăn bánh cả nhà. Tất cả những xe Loan báo chưa bao gồm phí lăn bánh và chưa bao gồm phụ kiện ha. Còn nếu mọi người muốn mua khóa mà có remote tìm xe với lại có công tắc 3 giây thì thêm giúp Loan thêm 1 triệu nữa nha, là tầm 53 triệu 500.
là màu sơn 3D á mọi người. Màu gì nó có đầy đủ ở dưới kho, mọi người cần quan tâm thì cứ nhắn tin cho Lanh sẽ gửi bản giá cho mình tham khảo nha. Và đây Lanh sẽ giới thiệu cho cả nhà một số mẫu côn tay Sonic nè, 3D Sonic màu cam ha, Sonic màu tím nè mọi cả nhà. Cả nhà mình lướt sơ ha, Sonic Lanh có hai em màu tím sữa, một em màu tím cà nè. Em này là màu nâu cát hả cả nhà, xám, cái màu xám thì xám nâu vậy. Và em này là màu đó, Sonic. Đây là có một em Sonic này nè. Màu này màu xanh quân đội, sơn theo thiết kế của xanh quân đội 150 xanh quân đội cả nhà. Đây là có một em màu vàng nè và một em màu tím nha. Sonic sơn 3D thì hiện tại cửa hàng đang bán với giá 60 triệu. Còn nếu mà cả nhà mua màu sơn zin á thì chỉ có 58 triệu thôi nha. Đây Lanh coi cho cả nhà xem một số mẫu size chia nữa nha. Đây nó có một em size chia màu cam đen nè, sơn 3D. Đa số ở trên cửa hàng thì Lanh sơn 3D hết mọi người. Em này là đây là có một bọn em Rider nè. Rider màu đỏ candy cực kỳ đẹp luôn, mà giá đã cực kỳ hời luôn mọi người ơi, có 49 triệu thôi. Nếu anh chị em mình đang thích những cái em côn tay mà thiết kế nhỏ nhỏ xinh xinh nhá, thì đây là mà tài chính mình eo hẹp một chút xíu thì đây là cái sự lựa chọn cho cả nhà mình nha. Có 49 triệu thôi. Đã bao gồm tiền sơn nữa đó mọi người. Đây. Nó có một em size chia màu, cái này là màu xám cam à. Nền xám chữ cam mọi người, cực kỳ lạ ha, độc lạ. Size chia tư nhân 57 triệu. Size chia thì mọi người trả trước từ 10 triệu trở lên nha. Còn Rider thì trả trước tầm 7 triệu thôi là có thể lên hồ sơ và mang xe về rồi. Đây là có một số em size chia màu tím. Hai em một điều màu tím cả, nhưng em này tím đậm nè. Em này nhạt hơn một chút xíu nè. Có rất là nhiều tông cho cả nhà mình lựa chọn luôn nha. Là có một bọn em màu xanh xi măng cả nhà. Em này xanh xi măng nha. Mâm đỏ với mâm đỏ là mâm zin hết. Mâm đỏ là mâm zin cả nhà. Đây là có một em màu zin nè, size chia zin màu hồng. Và tất cả các màu ở dưới đây mọi người có thể tham khảo ha. Xanh lục bảo nè, cực nhiều. Cái này màu này là màu bạc, bạc bóng luôn. Cái này màu bạc nhưng mà cửa hàng sơn màu bóng lên nha mọi người. Rất là nhiều tông màu phù hợp cho cả nhà mình đang thích cái màu nào luôn. Xanh lục bảo nè, tím nè. À cái màu này rất là đẹp cho các bạn nữ nè. Màu hồng, trắng hồng, nhẹ nhàng, cực kỳ nhẹ nhàng luôn. Các bạn nữ cũng rất là nhiều bạn thích chạy côn tay nha. Màu này khá phù hợp cho các bạn mình luôn. Đây là có hai em màu vàng nè và một em màu trắng đỏ. Mẫu này cực kỳ hot á. Các bạn có bữa khách hàng của Lan lên mua 2 chiếc một lần luôn. Màu sơn 3D hết. Thì mọi người nếu mà mình muốn mua trả góp á thì mình trả trước size chia chính hãng từ 8 triệu trở lên thôi. Còn nếu mà mình mua size chia tư nhân trả trước 10 triệu giúp Lan nha. Trả trước cũng cực kỳ thấp chứ không cao đâu. Nhưng Sonic thì mình trả trước hơi cao chút xíu, trả từ 12 triệu trở lên đó mọi người, thì mình có thể mang xe về được ha. Thì thủ tục trả góp mọi người chỉ cần mang giúp Lan chứng minh nhân dân nè, sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân hoặc là bằng căn cước thôi là được rồi. Chỉ cần mang chứng minh hoặc là căn cước giúp Lan là được rồi ha. Ok, lúc nãy giờ Lan có quay sơ cho cả nhà xem tất cả những dòng xe cũng như màu xe mà cửa hàng nó đang có đó. Thì mọi người mình đang thích cái màu nào mà mọi người chụp cái màn hình lại gửi qua Zalo cho Lan nha. Lan sẽ báo giá cũng như là báo cái phí lăn bánh ở những cái nơi mà ở quê hay là những cái nơi mà mọi người đang ở đó, thì để nó chính xác hơn. Và đặc biệt là khi mọi người lên mua xe có alo trước cho Lan để được nhận hỗ trợ xăng xe đi lại 1 triệu đồng nha. Hiện tại Lan ở Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương. Cả nhà lưu cái số điện thoại của Lan lại nè, 0932007033. Thì khi lên mua xe Lan sẽ hỗ trợ xăng. Và đặc biệt là anh chị em mình có bạn bè người thân mà đang có ý định mua xe đó thì chỉ cần alo Lan thôi, Lan sẽ tư vấn và ghé đến cửa hàng mua xe sẽ hỗ trợ cho mình 500 ngàn tiền cà phê nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã theo dõi video của Lan. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo nha.